Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của VTV. Thưa quý vị khán giả, trên màn hình của quý vị là một vị khách mời khá quen thuộc của VTV, đó chính là anh Phước Hưng đến từ Na Uy. Dạ vâng, chào anh Phước Hưng và xin anh có lời chào đến quý vị khán giả của VTV. Dạ, tôi Phước Hưng, từ Na Uy. Xin kính chào quý vị khán thính giả trên quen ta. Xin kính chào quý vị khách mời trên VTV. Xin chào chị Bảo Ngọc ạ. Xin mến chúc quý vị luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và làm ăn phát tài. Dạ vâng, thưa anh Phước Hưng, là không hiểu làm sao mà thời gian vừa qua anh khá là vắng bóng ở trên các diễn đàn, và không hiểu là anh bận hay là vì một lý do nào ạ? Mời anh ạ. Thưa quý vị khán thính giả trên quen ta, thưa chị Bảo Ngọc, thì cả hai vấn đề luôn luôn ở bên này, lúc nào cũng là học tập tốt, lao động tốt, đi làm vất vả lắm quý vị. Thì luôn luôn lúc nào bận biểu hả? Mặc dù làm ăn cũng đầy đủ, khá giả, nhưng mà lúc nào cũng bận lắm quý vị ạ. À, một tuần có khi làm 6 ngày, một tuần có khi làm 5 ngày, rồi sau đó về nhà còn phải nghĩ cách tính toán rồi làm ăn, tìm cái sinh ra, rồi lâu lâu rồi phải đi nhậu thường nữa. Với lại gần đây thì cũng ít có khi thấy cái bọn dân chú cửa lên, nó la ông sùm nhiều, cho tôi cũng hạn chế gặp gỡ lại quý vị. Đó, chứ cũng không có cái gì. Nhưng mà hôm nay thì cũng có một ít câu chuyện, cũng cảm thấy bức xúc trong lòng, cũng muốn lên chia sẻ với quý vị khán thính giả trong quê chúng ta. Thì thường thường có hai câu chuyện. Một là cái đám thằng tài xạo lời đang thưa ở bên Đức đó, cái thằng thiên môn đòi lập hay đặt tỏ đó, cái gì mà tham quyền phân lập. Cái thứ hai, câu chuyện thứ hai nữa đó là cái dân tộc Đê Ga đó quý vị, cái vụ mà ở Đắk Lắk đó. Cách đây hai tuần tôi cũng có xem clip, tụi nó cũng đòi thành lập chính phủ riêng đó. Đó là hai nguyên nhân mà tôi vô cùng bức xúc, và tôi muốn chia sẻ và phản biện lại cho quý vị khán giả nghe. Thưa quý vị khán giả trên quan ta, mấy tháng nay tôi cũng thấy mất tích nó rồi, mà sao đột nhiên lại có được cái thông tin mà nó muốn là miền Nam Việt Nam, miền Bắc Việt Nam phải chia ra hai đảng ba đảng gì đó. Tôi không hiểu sao nó có một cái đề tài mà rẻ tiền mà cứ đứng lên đây nó nói hoài, phải chăng cái mục đích của nó tuyên truyền chưa đủ hay sao? Chắc có lẽ nó nghĩ rằng ở bên trên quê chúng ta cũng còn một số dân là gọi là ngu trí đó. Tôi dùng là ngu trí đó, chứ bản thân họ không ngu. Nói chung là một ít người mà không thích đảng cộng sản đó. Tôi nghĩ là nó dùng những cái đề tài này đề tài nọ để mà nó lôi kéo đó. Tôi không dùng là tuyên truyền đâu, rồi lôi kéo mà thôi à. Lý do là nó mượn danh là nó ở bên nước ngoài đó, nhưng mà nó đâu biết là nó là thằng là đi tị nạn ở nước ngoài, hay nói cách khác hơn gọi là đi lưu vong ăn bám trên xứ người giống như tôi thôi đó. Cái từ tị nạn đó quý vị nghe nó sang lắm, nhưng thật ra là gọi là ăn nhờ ở đậu. Đó, người ta nhận mình nhân đạo có phải là thương hại không hả? Thì thương hại nó cũng đồng nghĩa với ăn nhờ ở đậu thôi. Đó, nhưng mà nó lợi dụng cái từ nước ngoài, nước ngoài đẹp, cho nên là nó lôi kéo quý vị là chắc có lẽ là lật đổ đảng cộng sản hay thế này thế nọ đó là sẽ được đẹp, giống như là nó đang ở nước ngoài. Nhưng thật ra đó là một chiêu trò xúi dục và xúi dạy quý vị đi chết mà thôi. Tôi đã thường nói với quý vị trước đây rồi, quý vị muốn biết nước ngoài nước trong nó đẹp hay nó xấu như thế nào thì quý vị tìm cách đi ra nước ngoài. Nếu quý vị có tiền thì quý vị đi hợp pháp, đi du lịch, đi làm ăn và xin cái tìm cái sinh nhai ở lại. Còn không ấy thì chỉ còn một con đường duy nhất, đó là đi lên tàu lên bè, đi diễn viên giống như tôi, thì sẽ đến được nước ngoài thấy là nó đẹp hay nó xấu. Nó có quyền nó nói nó muốn thành lập một đảng hay ba đảng hay là một ngàn đảng thì kệ ông nội nó. Bởi vì đó là những cái lời nó được phép được nói đó, nhưng mà thật ra không có làm được. Một con người, người ta muốn làm được chuyện lớn thì người ta không cần nói nhiều đâu. Những người ta làm được chuyện người ta không nói nhiều, còn những thằng nói nhiều là những thằng làm không được chuyện, mà nó giỏi nhất là xúi dục người ta. Những thằng làm là những thằng nào là những thằng trong nước. Bởi vì thằng Đài trước đây nó từng bị đi tù cũng là cái vụ này, bây giờ nó qua đây nó cay cú rồi, nó muốn xúi quý vị đi theo con đường của nó, tức là đi con đường chết đó. Nếu thật sự tụi nó có đủ tài đủ tiền thì nó bảo lãnh gia đình dòng họ nó qua bên này thì tức là thoát được cộng sản rồi, rồi sau đó bảo lãnh những người quen, những người mà không quen cũng được, mà những người không thích đảng cộng sản tức là cùng theo với nó, thì qua đây tạo công ăn việc làm cho người ta, thì đóng thuế 3-4 năm thì được xin giấy tờ ở lại được rồi đó. Bất cứ một người dân Việt Nam nào ở bên Việt Nam mà đi qua đến nước ngoài này làm 3-4 năm kiền mà có lợi tức cao thì được xin phép ở lại đây, thậm chí được bảo lãnh vợ con qua đây luôn đó. Nó đơn giản lắm, nhưng còn cái này nó xuống cái gì lạc đổ này lạc nọ, làm sao mà lạc, làm sao mà tổ chức cái này nọ được, đó là con đường đi chết mà thôi. Mà nó đi nó lại hoài tôi thấy cũng không biết nên nói nữa hay không, nó quý vị nghe cũng chán rồi mà. Nhưng mà nhắc đi nhắc lại hoài à, chứ không có thành lập đảng này đảng nọ được. Một ông chủ tịch nước hay là một bà chủ tịch nước đang làm mà xin từ chức hay là một cái việc gì đó, đối với tôi rất là bình thường trong một quốc gia.
Nhưng mà những cái người không thích mình nó dùng những cái từ khác hơn, lạ hơn, nói chung là cái từ nguy hiểm hơn, tức là khó nghe hơn, để mà đả kích những người dân trong nước. Thật ra cũng là một ý thôi, nhưng mà là cái từ nó nhạy cảm hơn mà thôi à. Nhưng mà tôi đã nói với quý vị, nói chung là lặp đi lặp lại, nó đả kích những người coi là dân trí rất thấp hoặc là những người không thích cộng sản, chỉ vậy thôi. Thì hy vọng là những người đó được trúng kế họ. Nói chung ở đây tụi nó có quyền nói gì nó nói, nhưng quý vị tốt phải đừng nghe những gì nó nói như thôi. Có bên Việt Nam, chủ tịch nước hay là thủ tướng đang làm một nhiệm kỳ mà chưa hết nhiệm kỳ mà xuống chức, tức là khả năng người ta là không nổi, hoặc là ở bên trong nó có cái chuyện gì đó, là chuyện đó với tôi rất là bình thường, không có gì phải mà tác động hay là đá động gì đó. Cái nội bộ chính trị có tốt có xấu là chuyện bình thường, ở nước ngoài này cũng có mà thôi à, mà chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Đối với tôi, một người đang lãnh đạo ở bên nước Việt Nam, đang làm rồi đã được làm nữa hay không cũng là được, mà đang làm rồi mà không làm nữa cũng là được, bình thường, bởi cái khả năng của người ta tới đó mà thôi à. Nói chung một con người ai cũng muốn làm hết sức mình trong cái việc của mình đang làm, nếu mà làm không được thì thôi mình xuống, cũng không có lỗi làm gì. Đối với tôi bình luận rất là công bằng, và cái góc nhìn của tôi cũng rất là công bằng. Tôi không xe mà xuyên tạc ai, mà tôi cũng không mà chê trách ai, tôi cũng không mà bươi móc ai. Sự thật vẫn là sự thật mà thôi à, thưa quý vị khán giả trên quê chúng ta. Câu chuyện tiếp theo này là câu chuyện này là đề tài chính hôm nay tôi muốn nói. Tôi phản đối những cái bản án của mà 70 mấy người khủng bố rất là chiều qua, trong đó không có một cái bản án nào tử hình. Tôi vô cùng thất vọng với tòa án của Việt Nam. Tôi yêu cầu lãnh đạo nhà nước Việt Nam phải xem xét cái vụ này lại. Quý vị nên nhớ rằng tội phạm nó khác hơn là kẻ thù. Những người này là những người khủng bố, nó muốn lật đổ quý vị, đó là phe đối lập. Đối lập thì không phải gọi là tội phạm mà gọi là kẻ thù. Đối với tội phạm cá nhân, thằng này ăn cướp của giết người gì đó, ok, tử hình, trung thân gì đó, tiền quý vị, tôi không xen vào, vì nó là tội phạm của nhà nước Việt Nam. Còn đây là kẻ thù của nhà nước Việt Nam, nhà nước nên nhớ câu đó. Nhưng mà trong cái bản án như vậy, 70 mấy người đó, không có một người nào lãnh án tử hình, tôi hoàn toàn thận trọng. Đem ra tử hình, lập tức tử hình trong vòng một tuần, để cảnh cáo thiên hạ, cảnh cáo những thằng đê ga còn lại bên nước ngoài này. Cách đây 2 tuần, tôi có xem một cái video clip của tụi nó vẫn còn tiếp tục mơ hồ làm chuyện đó, chi nhánh một thằng nó lạ bên Thái Lan, một thằng lạ bên Mỹ. Thật ra trong tầm mắt của tôi, đối với tôi mấy thằng này cũng chỉ là mấy thằng tào lao mà thôi. Tôi thấy cái cuốn video đó tôi vô cùng bức xúc, cho nên hôm nay tôi mới lên đây tôi nói cái vấn đề này. Tôi yêu cầu nhà nước Việt Nam xét án lại, xử án lại cái vụ này, và lập tức đem ra tử hình tập thể để cho thể hiện cho nó biết rằng giữa địch và ta. Nếu là tội phạm của nhà nước Việt Nam thì muốn hạ xử kiểu nào tôi cũng nói, nhưng đây là kẻ thù thì không thể nào nuôi ông tại áo. Nuôi một người ở trong tù cũng tốn nhiều tiền lắm, thưa nhà nước Việt Nam, nhất là kẻ thù của mình. Quý vị nhà nước Việt Nam nên nhớ rằng đối với kẻ thù thì phải là tàn nhẫn chứ không thể nào nhân đạo được. Đó. Nhưng mà tôi thấy nhà nước Việt Nam thể hiện cái sự nhân đạo này đối với cái kẻ thù của mình thì tôi hoàn toàn rất là phục nhà nước Việt Nam. Nhưng mà quý vị thử nghĩ coi, hiện nay bây giờ tụi nó không có biết ơn quý vị mà tụi nó bên nước ngoài này, tụi nó giảng cò tiếp tục, nó gọi là đấu tranh, thấy không? Nhưng thật ra là phản loạn chứ phải là đấu tranh. Quý vị đã tha cho tụi nó một con đường sống, nhưng mà cái đám ở lưu vong ở ngoài nước này nè, nó vẫn còn mơ hồ. Nó nghĩ là Liên Hiệp Quốc, Liên nước sẽ can thiệp, cho nên là những người đó quý vị không dám tử hình. Quý vị làm như vậy là quý vị chẳng khác gì thả hổ về rừng. Cho nên tôi yêu cầu là nhà nước Việt Nam phải sửa lại cái bản án này và cái mức án này, chuyển trung thân thành tử hình tập thể, và trong vòng 7 ngày phải tử hết, để cho nó thấy rằng nhà nước Việt Nam phân biệt giữa địch và ta. Tôi xin yêu cầu nhà nước Việt Nam làm chuyện đó. Vừa qua tôi thấy quý vị xử cái mức án này, tôi vô cùng thất vọng đối với quý vị. Tôi vô cùng thất vọng. May là trong đó là chết không nhiều người. Những người thân của họ đó, người ta cũng đau lòng vậy. Thấy không? Quý vị tha thứ cho họ, tôi cảm kích, tôi ghi nhận. Nhưng mà tôi, riêng cá nhân tôi, khi tôi lên đây tôi nói chuyện là tôi đứng, tôi đóng vai tôi là bên là phía là cộng sản rồi. Bởi vì nếu là kẻ thù của tôi không bao giờ tôi tha. Tôi đã nói với quý vị nhiều năm về trước rồi, chứ không phải là lần này là lần thứ nhì, thứ ba đâu. Tôi nói nhiều lần lắm rồi, thấy không? Tội phạm, quý vị phải phân biệt là giữa tội phạm và kẻ thù của mình. Cái điều này nó rất là đơn giản, nhưng mà quý vị làm không được. Nếu quý vị mà tiếp tục còn làm như vậy, ở trong tương lai á, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm nó còn cái đám đó nó xảy ra nữa thì sao? Nhưng mà quý vị đối xử nó nhân đạo như thế thì tôi thấy quý vị, nói chung là tôi không hài lòng với cái mức án của quý vị xử 70 thằng khủng bố vừa qua ở Đắk Lắk, cái dân tộc đề ga gì đó, cái dân tộc mà tụi nó muốn đơn mà tự trị, thấy chưa? Quý vị làm như vậy chẳng khác gì mà quý vị là cho nó một cơ hội để hại nước hại dân.
Mà quý vị nghĩ coi, nếu trong tương lai mà chuyện này còn xảy ra nữa thì quý vị có hối hận không? Quý vị còn nhớ cách đây mấy chục năm về trước quý vị đã thả ra cái đám mà tù nhân chính trị đó, thấy không? Nó qua bên này rồi nó chửi lại quý vị, đó là một bài học. Nó qua đây nó xúi người ta, nó lật đổ cộng sản, nó gửi tiền về 500 đô, 300 đô, 7.000 đô, những biết đó, nó xúi quý vị phá đồng này, phá đồng nọ, khủng bố. Đó là một bài học, trước đây quý vị đã thả tụi nó rồi. Mà bây giờ quý vị lại tiếp tục tha cho là cái đám mà nhân tộc đê ga nữa. Một bài học là mấy cái đây mấy chục năm mà không lẽ quý vị đã quên rồi. Cho nên tôi vô cùng thất vọng, nói chung là vậy, đối với kẻ thù là phải tàn nhẫn. Thằng Mỹ luôn luôn lúc nào nó cũng thể hiện là thà là chính trị đẳng cấp, cái chuyện gì nó cũng lý luận lý giải được hết, nhưng cái quan trọng nó có làm hay không. Quý vị đừng nên tin mấy thằng ngoại quốc này nhiều quá nha. Ở nước ngoài này tôi biết mấy ngoại quốc gì làm nhiều lắm đó. Có một số quốc gia hiện nay ở trên thế giới này nó nhân đạo hơn nhà nước Việt Nam về cái vấn đề phúc lợi xã hội, là lý do nó nhiều tiền hơn nhà nước Việt Nam. Nhưng mà còn những cái luật khác thì quý vị nên cẩn thận, chính trị tụi nó rất là xảo trá và thủ đoạn. Cho nên nhà nước Việt Nam nếu nói về chính trị đó, về cái độ xảo trá và thủ đoạn thì nhà nước Việt Nam còn thua mấy ngoại quốc này xa lắm. Mấy thằng ngoại quốc này nó có đôi lúc nó nói cho có để nó lấy lòng dân thôi, có những cái nó nói chưa chắc gì nó làm, bởi vì đó là ngoại giao mà. Giống như là bình luận mà nó có quyền nói, nhưng mà khi mà nó lên làm lãnh đạo nó lại khác lắm, cái gì nó không xen vào đâu. Tôi nêu ví dụ ra đơn giản lắm, tụi nó nói là tụi nó có là cái hội là gọi là đấu tranh cho nhân quyền, phải không? Bây giờ nè, kêu tụi nó đó bảo lãnh hết tất cả những thằng ở bên Việt Nam mà không thích xấu bên Việt Nam đi, đó là thể hiện rồi đó. Nó làm được không? Nó chỉ biết nói thôi. Cái vấn đề mà đi tị nạn, tôi nói cho quý vị nghe, ngoại trừ một quốc gia đó có chiến tranh với một quốc gia kia thì bắt đầu người ta mới chia ra, người ta nhận một số người đi là tị nạn, gọi là đi di cư, đi lánh nạn đó, chứ không phải khơi khơi mà từ một quốc gia hòa bình mà đi xin đi qua đây một cách tị nạn một cách dễ dàng, không bao giờ có. Cho nên ở bên này nói cái câu mà hỏi đấu tranh cho nhân quyền, tôi xin lỗi với quý vị, không có đâu quý vị. Cái hội tào lao thì có, không? Nếu bây giờ nó thương người ta thì bây giờ nó đánh người ta qua đây đi, đơn giản mà, đâu cần phải xuống con ta làm này làm nọ. Nhưng mà không bao giờ dễ, mà phải nói câu là tuyệt đối không bao giờ được. Nếu ở bên Việt Nam mà ai không thích cộng sản mà được đi qua Na Uy một cái đèo, tôi làm giấy bảo lãnh nó đi cái đèo rồi, thấy không? Bộ quý vị tưởng chính phủ Na Uy nó dư cơm dư áo à? Thật sự hiện nay chính phủ Na Uy cũng cấp tốt nhiều tiền, nhưng mà muốn nhận một người tị nạn là phải có lý do, chứ không phải khơi khơi ở bên Việt Nam tôi không thích cộng sản tôi muốn đi Na Uy cái qua Na Uy, tôi không thích cộng sản tôi đi qua Mỹ cái đi qua Mỹ, không có cái chuyện đó đâu quý vị. Cho nên quý vị ở bên Việt Nam xin vui lòng đừng nghe những cái tin tức tào lao đó nữa. Quý vị muốn biết ở nước ngoài nó như thế nào, mà nếu quý vị không được đến nước ngoài thì làm ở bên Việt Nam liên lạc hỏi thêm một số người ở thông tin ở bên này, hoặc là coi ra trên mà internet đó tìm hiểu thông tin luật lệ nó có hết trơn. Quý vị đâu có dốt đâu, quý vị có chữ mà đó. Cho nên tôi yêu cầu quý vị phải tìm hiểu cho rõ trước khi quý vị định chống phá nhà nước Việt Nam, là như vậy đó. Dạ vâng, thưa anh Phước Hưng, và một câu chuyện nữa đó là ở nước sở tại của anh, ở tại Na Uy. Hiện tại thì cô bé Thủy Dương mà anh rất quan tâm đến thì hiện nay bây giờ đang có những biểu hiện như thế nào ạ? Mấy tháng nay thì không thấy lên YouTube chửi cộng sản nữa. Mấy tháng nay không thấy, hình như là cũng có thỉnh thoảng có lên cái TikTok, nhưng mà cũng nói về cái đề tài khác thôi. Bởi vì chuyển sang đề tài để câu view mà. Thực tế vấn đề chửi cộng sản là cái vấn đề câu view mà thôi, cái ngoài ra không làm gì hết. Ở bên này cổ còn phải lo cơm áo gạo tiền, mới mua nhà mượn nợ mua nhà cũng nặng nề lắm. Nếu mà đi làm bệnh hoạn nhiều quá đó thì lương bổng không có nhiều, mà người ta sa thải lấy đâu trả tiền nhà. Mà mới mua nhà đó mà bị ba bán nhà thì mất mặt lắm. Đối với tôi thì không có gì mất mặt, nhưng mà những người ta sống sĩ diện đó, rất là sợ mất mặt, cho nên phải nay cái lưng ra mà đi cài. Có nghĩa là những người mới mượn nợ mua nhà thì chỉ biết đi làm rồi về ngủ, ngủ là ngủ để làm sao để giữ gìn sức khỏe để ngày mai đi làm cho khỏe. Cho bệnh nữa là người ta đuổi mình liền, người ta thấy cái người nhân viên mới đó. Cho nên ở nước ngoài này, ở riêng Na Uy đó, những người mới đi làm rất sợ bị bệnh đó. Khi quý vị bị bệnh rồi thì cái tiền bệnh của quý vị chỉ ăn được có 75% mà, thì cái số nợ của quý vị đang thiếu thì nó sẽ bị thâm thục đó. Thâm thục thì quý vị phải làm sao có tiền. Trước đây tôi thường nói với quý vị, ngoại trừ quý vị đàn ông thì đi buôn bột, đàn bà thì đi phanh án thôi, vì ở Na Uy này cái lợi tức mà muốn kiếm thêm không phải chuyện dễ, đó là như vậy. Cho nên bắt buộc phải học tập tốt và lao động tốt thì mới có cái cuộc sống tốt. Một câu nói khuyên với cô em Thủy Dương của anh thì anh sẽ nói như thế nào? Trước đây thì cũng có nói trên mạng rồi, mà cũng có nói chuyện riêng với cô bé đó rồi. Tôi có nói với nó một câu như này, thưa quý vị khán giả.
anh khuyên em nên lo cho thằng con của em ở đây thì tốt hơn hết, để hai mẹ con được sống mà hạnh phúc. Và nếu có tiền thì bảo lãnh mẹ già từ Long An đi qua đây du lịch rồi cho biết cái cuộc sống ở đây, chứ đừng có bắt chước mấy cái thằng già ăn hại của miền Nam lên đây xạo lờ, tâm gan mất giá trị của người phụ nữ Việt Nam. Tôi có nói câu đó với cô Thị Dương thì cô Dương cũng trả lời ok anh đó. Tôi cũng góp ý chân thành thôi chứ tôi cũng không có nói gì mà thô tục gì với cỏ cả. Bởi vì đối với tôi, thứ nhất là cỏ là người đồng hương, thứ nhì cũng là tuổi ra em út của tôi mà thôi. Cho tôi thì không thích nặng lời với ai, ngoại trừ là người ta là khiêu khích tôi thôi đó. Lúc đầu thì cỏ cũng có hứng thú muốn khiêu khích tôi, nhưng mà sau này biết tôi là chắc không phải là thứ dừa đó, cho nên cũng phải biết đó. Cũng phải biết như thế nào khi mà nói chung là phải biết lựa lời mà gặp tôi đó, chỉ vậy thôi đó. Thì chỉ tôi nói chuyện với tính cách xây dựng chứ tôi không khiêu khích ai. Tôi chỉ nhắc cổ là cái chuyện đó làm không có lợi đâu đó. Bởi vì mấy cái thằng già ăn hại của miền Nam này là nó chuyên môn đi xúi dạy con người ta, nhất là cái giới trẻ người ta mới qua. Tại sao nó không xúi con nó làm, anh ấy đi xúi con của người ta làm? Tôi muốn nói là nó cái đó, con cái của tụi nó ở đây một đống mà, trong khi cô Thị Dương là cô thằng độc mã ở đây thôi. Tính ra là làm sao mà nhiều người bằng cái đám mà ăn hại miền Nam, con cháu nó đầy đường nó đâu có xúi. Bởi vì nó biết đó là sự nhục nhã. Cho nên mấy thằng này nó giỏi nhất là gì? Xúi dạy, xúi dục người ta. Cho nên chính vì vậy mà thằng Mỹ nó mới xác được là thằng này, những thằng Việt Nam Cộng Hòa là những thằng ăn hại, cho nên nó mới phải bỏ rơi. Chứ không phải khơi khơi mà Việt Nam Cộng Hòa nó thua cho là Cộng sản. Bởi vì tụi nó ăn hại, nó mới thua cách dễ dàng như vậy. Thế còn những nhân vật... Ra trận đối địch thua là một chuyện rất là bình thường, không có gì nhục nhã. Nhưng mà cái thứ mà đầu hàng không điều kiện mà tự cho mình là anh hùng là tôi rất xem thường. Đó là một chuyện. Cái thứ hai nó mượn nợ người ta ăn mà tự cho mình là giàu có, đó là tôi ghét nhất là hai cái thứ đó. Những thằng mà cầm súng mà đi nói láo là tôi rất là xem thường, phải nói là xem thường rẻ mạt luôn. Đó là những thằng ăn hại của miền Nam. Có cái thằng Khoa, thằng Khoa Cấm á, thằng đó thì hay lên du là nó bây giờ nó lên TikTok nhiều lắm. Nói chung là mỗi một đề tài nó lên là chỉ trích nhà nước Việt Nam, chứ nó không bao giờ nói vấn đề tích cực của nhà nước Việt Nam, nó nói về vấn đề tiêu cực không à. Đó thì mục tiêu của tụi nó mà, không? Đa số những thằng đó với những người mà sinh trước năm 1975 là nhất là đạo công giáo, chuyên môn lên đây nói vấn đề tiêu cực của nhà nước Việt Nam. Còn tôi thì tôi thưởng thức nhà nước Việt Nam, tôi nói vấn đề tích cực. Tiêu cực thì quốc gia nào mà chẳng có, không? Nhưng mà tôi khi nói chuyện tôi không đứng vào cái vấn đề thù hằn, tôi đứng vào một cách coi như là trung gian, tôi đứng vào một cách là công tâm và công bằng. Cho nên cách nói chuyện của tôi nó khác. Cách nói chuyện của tôi là thưởng thức và ủng hộ nhà nước Việt Nam. Mặc dù trong đó nhà nước Việt Nam cũng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà khuyết điểm từ từ mình sẽ bổ sung và mình sẽ thay đổi. Nhưng mà còn mấy thằng già này chuyên môn nói về là ưu điểm, và trong khi nhà nước Việt Nam là 20 năm nay có rất nhiều ưu điểm mà tôi đây rất là thưởng thức. Đó. Cái tấm của tôi là như vậy, tôi thưởng thức những ai đã làm được những gì mà tôi làm không được. Còn tụi nó chê những gì người ta làm được mà tụi nó làm không được. Cho nên tụi nó không biết thưởng thức người ta, thì cho nên chính vì vậy mà tôi xem thường tụi nó rất nhiều. Tụi nó không phải là cái dạng ngu đâu, nhưng mà chẳng qua là tụi nó về thù hẳn quá nhiều, cho nên đâm ra nó có những cái lời nói coi như vô cùng rẻ mà thôi, chứ tụi nó không phải là dạng ngu đâu. Cuộc sống của những tên đấy ở tại châu Âu thế nào hả anh? Cuộc sống của riêng người Việt ở Na Uy thì đa số là hạnh phúc, tại vì đời sống ở đây phải nói là coi như là rất là đầy đủ. Còn nói chung là Bắc Âu đó, còn châu Âu thì chẳng hạn như Pháp đó, thì người Việt có người này người nọ, có người giàu người nghèo, thậm chí có người ngủ ngoài đường đó. Ở bên Đức cũng có, nhưng mà nói chung còn Bắc Âu thì không có một người Việt Nam nào bị là gọi là nằm ở ngoài đường, mặc dù cũng có người ít tiền người nhiều tiền, nhưng mà cái sinh hoạt ở đây thì không có một người nào nằm ngoài đường cả. Nó khác hơn ở bên Mỹ với bên Úc nhiều lắm. Nói chung Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Thụy Sĩ, Iceland đó là những cái nước mà nói chung là Bắc Âu thì ai cũng có một cái cuộc sống coi như là khá tốt. Bởi vì quốc gia ở đây nó rất là giàu mà là phúc lợi xã hội nó khá cao đó. Và vấn đề điều hành dân sự thì rất là tốt. Nói chung là nó vừa giỏi vừa giàu vừa nhân đạo. Thì ai mà được sống trong cái khối Bắc Âu này thì nói chung cái phần hạnh phúc là có 95% rồi. Với lại đường lối chính sách ở đây của nó là rất là tích cực, hết là trên 95% mà. Rất là hay. Tôi sống ở đây cũng hơn 30 năm, tôi cũng hoàn toàn hài lòng, không có cái gì mà tôi phản đối cả. Mặc dù ở Na Uy này nó có là tham ô. Cái tham ô của tụi nó bên đây tôi xin chia sẻ chung cho quý vị nghe một ít nữa. Trước đây cũng có nói rồi. Quý vị có thấy lạ không? Ở bên đây Na Uy lương rất cao, đời sống cũng khá cao, nhưng mà tại sao là viên chức lại tham ô? Trên đời mà có ai mà chơi tiền nhiều? Nhưng mà cái tham ô của nó khác hơn cái tham ô của một số quốc gia khác. Cái tham ô của nó đây là nó không động vào cái túi tiền của người dân,
cái tham ô ở đây á, nó không động vào cái chén cơm của người dân, cho nên người dân không bao giờ mà đứng lên la làng ông sùm khi mà một số viên chức này bị bắt. Đó. Ở đây nó tham ô là nó cấu kết với những người giàu có ở bên nước ngoài để nó buông một cái việc gì đó, tôi dùng cái nó buông một cái việc gì đó, trong đó có thể là buông ma túy và cũng có thể buông người. Quý vị nên nhớ là cái vấn đề buông người đó ở bên Việt Nam mình là đồ bỏ đi, tị nạn khắp nơi trên thế giới này, nhất là người Hồi giáo, chiến tranh nó nhiều, nó đi tị nạn nhiều hơn người Việt Nam của chúng ta. Cho nên cái vấn đề mà cấu kết với là mà viên chức đây buôn người làm giấy tờ ở đây thì rất là nhiều. Mà người Hồi giáo thời đó, nhất là thời Iran á, Iran với Iraq nó quýnh năm 1989 đó cho tới 91, rồi sau đó Đông Âu, Bosnia rồi vòng vòng đó, tụi nó vàng nhiều lắm, tụi nó giàu có lắm, cho nên tụi nó đi qua với cái diện coi như là nhập cư đó, gọi là đi ra cái diện này. Nó nói hình thức đó là đi tị nạn, thật ra nó đi bằng cái con đường này. Vì cái vụ này sau này là nó bị bể ra, thì một người viên chức cao ở trong cái phòng ngoại kiều bị bắt. Đó, bị bắt thì lúc đó bị phạt chỉ có mười mấy năm tù, rồi nó nhẹ lắm. Đó, thì cái, từ cái vụ đó mà nó đổ bể ra rất nhiều. Bởi tôi nói với quý vị rằng những thằng dân chủ cụi nào ở đây nó giàu có về tiền bạc hay giàu có về trí tuệ tôi không bận tâm. Cái quan trọng là nó có va chạm xã hội gì bằng tôi hay không. Đó, thì cho nên khi tôi lên nói, tôi nói lên này viên chức ở bên đây nó bỏ tôi rất nhiều, tôi nó đâu dám đối diện với tôi. Tụi nó đâu có đi tù, tụi nó đâu có làm việc trong tù, thì làm sao nó dám đối diện với tôi được. Còn tôi ở đây tôi gia cảm với sợi rất nhiều, kể cả những thằng đội lớp tôn giáo ở nước ngoài nữa. Đó. Ví dụ như tôi nói nè, thưa quý vị khán giả trong quan ta, đa số những người bên này á, là nó nói là bên Việt Nam á, là đàn áp tôn giáo. Thực tế nhà nước Việt Nam không có đàn áp tôn giáo, mà chính tụi nó kiếm chuyện la lối nhà nước Việt Nam mà thôi. Tụi nó nói nhà nước Việt Nam là chuyên môn về là tham ô, đó, làm cho đạo đức suy thoái. Để tôi phản biện cho, xin lỗi với các bạn nha, tham ô cũng phải vài ba tên mà thôi, là chứ không phải cả đám được. Chẳng hạn như ở trong Vatican, nó tu cái kiểu gì mà nó ra phạm vào cái tội ấu dâm, cái tội tàn trời. Tại sao quý vị không nói? Tôi xin hỏi quý vị rằng cái tội tham ô của một viên chức dù là bất cứ nước nào, so với cái tội của một thằng linh mục và một thằng giám mục ở trong mà Vatican, cái tội nào tài trời hơn? Quý vị thừa biết cái chuyện này mà tại sao quý vị không lên đài nói mà phải nói tiếng nước ngoài? Quý vị ở bên Ý thì phải nói tiếng Ý, nói chung ở quốc gia nào phải nói tiếng đó, nói lên phản đối về cái vấn đề linh mục giám mục phạm vào cái tội ấu dâm. Ở Na Uy nó gọi là cái tội pedo đó, tội này ở Na Uy mấy giám mục cũng có vậy. Quý vị có bước vô tù không? Quý vị có thấy mặt nó không? Quý vị không có phải không? Nhưng mà quý vị thông tin quý vị biết, nhưng mà quý vị đâu có nói. Có nghĩa là mục tiêu của quý vị là coi như kích động giáo dân ở bên Việt Nam. Chính vì vậy mà tôi lên đây tôi phản biện lại cho nó công bằng. Không? Viên chức tham ô hối lộ bất cứ một nước nào cũng không phải phạm vào cái tội là tài trời hơn rằng cái tội tu sĩ đi hiếp dâm con nít. Quý vị có đồng ý với tôi không? Nó tu cái kiểu gì mà nó ra nó đi hiếp dâm con nít không à? Cái kinh nào vậy? Cái kinh nào mà giải nó như vậy vậy? Thấy không? Cho nên tôi xác định rằng quý vị là chuyên môn là kích động giáo dân trong nước để mà coi như là quấy rối cái xã hội Việt Nam. Quý vị làm chậm phát triển đi của cái đường lối nhà nước Việt Nam. Nhà nước Việt Nam người ta từ từ người ta đi lên, dĩ nhiên trong thời gian ngắn không thể nào so với những quốc gia mà đã mà có tiêu chuẩn nhận người tị nạn như chúng ta. Cái đó quý vị không thể nào so sánh được. Tại sao quý vị không so sánh lại mà mấy chục nước mà nó nghèo hơn nhà nước Việt Nam, nó không bằng nhà nước Việt Nam đó, quý vị nói lại đi. Còn trên dưới 20 nước quốc gia nó có tiêu chuẩn nhận người tị nạn thì nó đã hơn nhà nước Việt Nam rất xa rồi. Nó vừa giỏi, nó vừa đẳng cấp, nó vừa có tiền. Còn nhà nước Việt Nam là mới lập nghiệp mấy chục năm nay thôi, làm sao quý vị so là nhà nước Việt Nam với 20 quốc gia có tiêu chuẩn nhân người tị nạn ở bên này được, đúng không? Trên thế giới này gom lại là trên 180 quốc gia, thì nhà nước Việt Nam hiện nay đang nằm trong số 20, thì quý vị so lại 100 mấy chục nước kia để có bằng nhà nước Việt Nam hay không? Cái đó xong nói. Còn nói riêng giữa quý vị với nhà nước Việt Nam á, quý vị so lại đi, quý vị không có chơi được với người ta. Thậm chí người ta còn trả nợ cho quý vị mượn 70 triệu đô la hồi xưa mượn của thằng Mỹ, cuối cùng ta trả cho quý vị là 150 triệu. Tính ra là nhà nước Việt Nam hiện nay là ăn nhân của cái đám ăn hại của nhà miền Nam ngày trước. Có phải không? Cái đám ăn hại đang lưu vong trên xứ người, trong đó bao gồm kể cả bên nội của tao. Tao nói là không là nói xấu ai cả, bên nội của tao cũng có một mớ theo bên mà Việt Nam Cộng Hòa đó. Nếu tụi bay nói là gì tự ái dân tộc thì tao yêu cầu tụi bay hãy gom lại 150 triệu đô la trả lại cho nhà nước Việt Nam đi. Rồi lúc đó muốn phê phán, muốn chửi bới nhà nước Việt Nam thì tùy tụi bay. Nhưng mà hiện nay tụi bay đang thiếu một món nợ của nhà nước Việt Nam, đó là 150 triệu của nhà nước Việt Nam đã
thay mặt mà toàn dân Việt Nam nó trả cho cái đáo hàng hải của tụi bay. Thằng Mỹ nó giàu quá mà nó cần thiết nó phải đòi nợ nhà nước 550 triệu không? Tụi mày thấy chưa? Tụi mày đâu có biết mấy thằng Tây nó đi như thế nào, thể nó cho chút tiền gọi là tốt à. Mày nên nhớ rằng không phải khơi khơi thằng Tây nó cho mình tiền, phải có cái gì đó nó mới là cho mình tiền. Trên đời không có cái chuyện tình cho không biết không mà tiền cho không biết không. Có phải vậy không? Tại sao lúc đầu nó giúp các bạn rồi bây giờ nó bỏ rơi các bạn rồi bây giờ nó đòi nợ lại nhà nước Việt Nam? Một khi mình đã hết giá trị lợi dụng rồi thì bằng mọi giá nó phải lấy lại những cái gì nó đã mất. À, còn khi mà mình có giá trị cái gì nó cũng cho mình được hết. Có phải vậy không? Đời là nó như vậy thì chính cũng là như vậy. Nhưng mà tại vì tụi bay ghét nhà nước Việt Nam cho nên tụi bay cứ tìm những cái có cái cách cái lý gì đó để nói xấu người ta, để ả kích lòng dân trên quê hương ta. Mục tiêu của tụi bay chỉ có một nó mà thôi. Bởi vì tụi bay biết là tụi bay không bao giờ làm gì được nhà nước Việt Nam. Thì thưa quý vị khán giả trong quê hương tôi, có những cái tôi không có hài lòng nhưng mà nó không có nằm trong cái sự quyết định của tôi. Đó, nó là như vậy thôi. Nhưng tôi cũng muốn chia sẻ là cân nhắc với nhà nước Việt Nam là như vậy. Có những cái mà khuyết điểm thì mình cần phải thay đổi để cho người ta có lòng tin nơi mình nhiều hơn. Chẳng hạn như tôi vừa rồi đó, tôi nói gì nói với quý vị, tôi không hài lòng với quý vị cái mức án quý vị đưa ra trong cái tội khủng bố đó. Đó là kẻ thù của quý vị. Tôi nằm chính giữa, tụi nó không phải là kẻ thù của tôi. Nhưng mà tôi bình luận giữa cái mức án. Đây tôi xin nói với quý vị là tôi đóng vai là người khách quan nha. Tôi không đứng vào phe bên nào cả. Tụi nó không có thù là với tôi cũng chả có ơn nghĩa gì với tôi. Nhưng mà tôi muốn nói với quý vị là luật là phải ra luật và lệ phải ra lệ. Cái nào đáng nhân đạo là đáng nhân đạo, cái nào tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn. Nó là như vậy. Còn một số người bên này nói là can thiệp vào nước Việt Nam thế này thế nào, xin lỗi quý vị nghe, nó nói cho có thôi để nó lấy lòng dân rồi mơ mốt nó lên nó ứng cử để nó được người ta bầu vậy thôi. Mấy cái thằng mà làm chính trị bên này miệng mồm nó ghê lắm đó, tại vì quý vị không có chơi chung với nó. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị Việt Nam á có ăn có học có nhiều tiền hơn tôi, nhưng mà quý vị đâu có thời gian va chạm với mấy thằng ngoại quốc này bằng tôi. Có phải gì không? Quý vị đâu có đủ thời gian. Dù cho quý vị có tiền đi qua đây đi du lịch đi thì quý vị cũng đâu ở đây lâu được. Quý vị đi du lịch qua đây hôm nay, quý vị ở chỗ này, quý vị ở chỗ kia thì làm sao quý vị đủ thời gian để chơi chung với, để nói chuyện tìm hiểu chung với cái bọn đầu trâu mặt ngựa bên này. Đầu trâu mặt ngựa này là ai? Là lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo chính trị, là hai tên đó. Tôi nói có đúng không? Tất cả các bạn dân trong quỹ bên nước ngoài, nếu các bạn nào có va chạm xã hội thì mới bị hiểu được tôi nói câu này. Còn người dân trong nước câu lắm là đón mò nghe tin vậy thôi, làm sao có sự va chạm. Nếu quý vị không có sự va chạm thì làm sao quý vị chứng minh được? Có phải gì không? Thưa quý vị khán giả của người ta, thưa chị Bảo Ngọc, chỉ có cái những người ta va chạm hàng ngày người ta mới biết được. Mà tôi nói lên sự thật ra như vậy thì quý vị cho là một thằng bưng bô cộng sản. Cái từ này á, cho nên tôi mới có mặt cho đến ngày hôm nay. Đúng ra tôi cũng không cần thiết phải lên kênh truyền thông, nhưng tôi sẽ phản biện lại quý vị. Ví dụ nè, ở quý vị bưng bô cho Mỹ được thì tôi cũng bưng bô cho cộng sản được vậy. Tôi học theo quý vị đó. Quý vị cũng như bưng bô cho thằng Mỹ vậy. Nhưng mà đặc biệt cuối cùng thằng Mỹ nó bỏ rơi quý vị, còn tôi, cộng sản không bỏ rơi tôi. Nếu nay mai tôi ăn quán đi, tôi ở tù đây 20 năm, tôi bị trục xuất về Việt Nam, cộng sản không bỏ rơi tôi, cũng nhận tôi về. Còn quý vị ở bên Mỹ, quý vị đụng độn cái một bên trục xuất về đó, thằng Mỹ nó cũng đuổi quý vị về. Thấy chưa? Cuối cùng không có về bên cộng sản. Cộng sản có tệ có mấy hay tốt có mấy cũng vẫn là người cùng dân tộc với quý vị. Còn cái tội nước ngoài ở đây nó có tốt có mấy cũng chỉ là người tháo tập. Quý vị không biết cái chữ chỉ là với vẫn là sao không? Luôn mình cũng chỉ là người tháo tập với tụi nó thôi. Còn về cộng sản hay là trừ sản cũng vẫn là người cùng dân tộc. Có phải gì không thưa quý vị? Và tôi xin hết lời trong cái video clip hôm nay. Và xin tạm biệt quý vị, hẹn với quý vị trong chương trình kế tiếp.